nhàng thật sự luôn á. Giờ mình đặt xa phần khóe móng ra, đừng đặt sát quá. Nhớ là mình phải đè phần này nó thật là mỏng thôi nhé. Thật là mỏng thôi. Ôm nó xuống. Đẹp đúng không chị? Cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi mình đặt nhẹ lên này. Đè nhẹ cái phần khóe móng này làm sao cho nó thật là mỏng nhá. Và nó tròn. Anh chị chỉ cần làm sao mình định hình được cái chỗ đấy nó tròn nó mỏng là xong rồi ạ. Đỡ phải vuốt nhiều. Và mình có thời gian mình làm sao mình chăm sóc hai cái bên này này. Hai cái bên này rất là quan trọng. Vì sao? Vì nó vừa đủ độ dày của mình thôi. Tí nữa mình vừa đủ độ dày là mình sẽ không phải rũa nhiều và mình không bị phình quá thì mình sẽ hạn chế được cái phần rũa. Nên là cái phần đắp bột ấy, anh chị cố gắng chăm chút vào một xíu thôi thì mình đỡ bị khổ. Mình sẽ rũa nó nhanh hơn. Sao cho nó đủ bột là được rồi. Nhẹ nhàng thôi, đừng có vuốt nhanh quá. Rồi, khi bột xe rồi thì mình quay lại cái phần khóe móng này. Để làm sao mình chỉnh cho nó mập ni và nó mịn. Rồi, chăm sóc cái này nhọn và một xíu tí mình rũa cho nó nhàn. Sao mình cứ đè cho nó mỏng một cái phần khóe này, này là xong rồi ạ. Đừng có vuốt nhiều quá, không cần phải vuốt nhiều quá đâu. Rồi để mình còn bớt thời gian ra, mình chăm sóc cái phần dưới này. Chăm sóc vào cái phần dưới này để làm sao cho nó đều, cho nó mỏng. Đó, và hai cái bên này lúc nào cũng phải ôm vào, đừng để cho nó đi xuống dưới nhé. Rồi khi ra đây rồi nó xe rồi thì mình mới vuốt ở khóe móng này, đè xuống. Đó, thì mình sẽ được một cái móng. Cái đuôi dưới này thì nó mình gọt nó đi. Nhớ nó đừng đặt sát quá nhé. Đắp bột màu nó đặt sát quá là nó sẽ nem hết lên da đấy. Nên là mình sẽ đặt nó xa ra một xíu. Để làm sao mình vừa đè vừa kịp. Nó chạm vào khóe là xong rồi. Nhớ nghiêng tay ra, nhớ nó phải nghiêng tay nhé thì nó không đi xuống dưới. Đó, nhẹ nhàng thôi, nghiêng bên này, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải này để mình vén nó vào ấy, cho nó gọn. Sợ. Nó cũng là tên như vậy nhưng mà nhiều cái chất lượng nó khác nhau. Tên giống nhau thôi. Em nói thế thì nó cũng là một phần, nó là cái đúng là cái tên gọi của nó. Nhưng mà quan trọng là cái chất lượng nó khác nhau hay giống nhau thôi. Alo Trung. Quạt luôn ấy. Rồi,
mình rửa nhẹ nhàng hai cái bên này nhé, bỏ qua cái đồ dùng đi. Anh chị nào mà chưa có đồ dùng thì có thể nhắn tin cho em tư vấn, hoặc là lên trên website ordercmsupply.com, hoặc là đến các supply gần nhất của CM. Nếu mà anh chị em cần hỗ trợ thì có thể nhắn tin trực tiếp Facebook cho em nhé, em sẽ hỗ trợ anh chị. Nói chung là mình rũa thì mình khi mình đắp nó gọn gàng đấy thì anh chị không phải mài nhiều ở trên cái bề mặt đâu, mình rũa làm sao cho nó gọn gàng là hai cái bên hông này, vì vốn dĩ anh chị đắp nó đã gọn rồi đúng không, giờ mình chỉ chỉnh cho nó gọn vào một xíu nữa thôi, theo cái ý của mình thôi. Hello anh chị em, mỗi người sẽ có một cái. Mà anh chị chụp nào mà sợ bột màu ấy. Đa số lại sợ thôi, mình cũng sợ thôi, ngày xưa mình sợ lắm. Nhưng mà đắp bột màu giết thì nó sẽ nghiện. Thì mình có những cái đồ dùng để mình tháo ra được ấy, mình làm lại được. Cái gì nó cứ phải là thực tế. Alo anh. Nhọn quá trời nhọn luôn. Lớp cơ bản là nên gọn nhẹ ra tiền không cột thì dạ ok em cảm ơn anh. Cơ bản thì chắc chắn là em sẽ không có rồi, em không có dạy được cơ bản. Kiểu tính em nó cọc ấy. Cần anh chị làm sao đắp bột cho nó gọn gàng thôi. Mà đến cái phần rũa là anh chị sẽ nhàn ngay. Khi mình làm để mình kiểm soát được cái lực tay ấy, nó rất là dễ. Chỉ là anh chị không dám thử thôi. Anh chị đang khi mình chạy nó không bị mất chân này. Dù là bất kỳ là màu nào, đậm hay nhạt thì cũng đều chạy một cái cữ như nhau hết. Vì sao? Vì mình kiểm soát lực tay mình tốt hơn. Ngày đầu tiên thì mình có thể là chưa quen đúng không? Ngày thứ hai mình chưa quen, ngày thứ ba chưa quen. Nhưng mà dần dần đi, mỗi ngày anh chị chỉ cần nhích lên khoảng 1% thôi. Thì trong vòng khoảng tầm bao nhiêu ngày đấy, anh chị ngày nào cũng làm mà. Thì dần dần thì mình sẽ quen tay. Đến lúc anh chị không nhận ra, không cảm nhận được ra là mình đã chạy được đâu. Mình đi nhẹ lắm, mình không có đi nhanh, không có đi kiểu như này đâu. Đó, mình đi nhẹ nhàng, bình tĩnh thôi, đi đến đâu cho nó sạch đến đấy. Thì vốn dĩ quan trọng nhất là cái cây mịn làm sao nó phải thật là mịn, đúng không? Cây mịn là nó phải mịn, nó càng mịn nhé, đã là đi mịn là nó phải mịn nhé. Có nhiều loại mịn nó sẽ khác nhau đấy, sẽ tạo cho anh chị một cái vệt gần, hoặc là mịn nó răng nó to hơn một chút và đi nó không có đều. Nhưng mà tất cả các mịn nào cũng vậy thôi, quan trọng nhất là làm sao là anh chị kiểm soát được lực tay. Đó, em thì em không giờ em chọn mịn an toàn rồi. Vậy mịn này mịn không có an toàn nhé, không an toàn một chút nào. Nhưng mà anh chị tì vào tay này, anh chị đi này, cắt này, cắt này, cắt này,
cắt này, cắt này, cắt vào khóe này. Đó, anh chị tì thoải mái nhé, vừa đủ lực tay thôi này. Thấy không? Cắt sang bên này vô tư luôn. Anh chị, đấy, anh chị em nào mà chưa thử đi lên tay mình hoặc là khóe tay của mình nhé, thì anh chị cứ thử đi, thử một lần đi, một hai lần là anh chị sẽ cảm nhận được rằng là anh chị không cần phải thử đâu, tại vì cái mịn đấy có cắt nó cũng chả đứt. Anh chị cứ lấy các cái mịn mà không an toàn ấy, các cái mịn mà nó không có bo đầu, không có bo cạnh gì cả, thì anh chị đi lên tay mình ấy, anh chị cảm nhận được lực tay nó tốt hơn, chính xác tuyệt đối luôn. Luôn. Nói chung cái xếp nhọn này thì càng ngắn thì càng khó rũa. Mình rũa làm sao cho nó thon. Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em xem like nhé.